Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 15 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng bộ ra quân tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Cảnh sát Giao thông Hà Tĩnh đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh lập chốt để kiểm tra các phương tiện. Chủ yếu chốt và tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường tránh của Hà Tĩnh để kiểm tra xe ô tô khách, xe container và xe máy. Đợt cao điểm ra quân lần này chủ yếu nhằm phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các vi phạm được xem là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm trong thời gian gần đây. Mặc dù trong thời gian triển khai kế hoạch trời rất là nắng nóng, nhưng mà với một cái tinh thần là chủ động kiên quyết và kịp thời là tuyên truyền cũng như là phát hiện các cái hành vi vi phạm như là cấn tải trọng đối với xe là đầu kéo container, phát hiện các cái lỗi vi phạm về kỹ thuật về cái xe mô tô thì đã phối hợp với công an các cái huyện thị xã trên các cái địa bàn đã được phân công là triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Trong đợt ra quân lần này, lực lượng công an được trang bị nhiều thiết bị, công cụ hỗ trợ để kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối, hoạt động tội phạm trên các tuyến đường. Đối với xe khách, lực lượng chức năng tập trung vào các lỗi như chạy sai làn đường, nhồi nhét khách, chở hàng hóa trên các ghế ngồi. Đối với xe container, tập trung vào các lỗi như quá tải trọng, lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các lỗi kỹ thuật. Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ lập chốt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh cũng chỉ đạo công an địa phương tổng kiểm soát đối với xe mô tô lưu thông trên các địa bàn mình phụ trách. Để thực hiện cái kế hoạch này thì đã có ngoài cái lực lượng cảnh sát giao thông ra, còn huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát ma túy để tập trung phát hiện các cái lỗi về giấy tờ của các phương tiện cũng như các cái lỗi quá tải, rồi quá tải sử dụng ma túy điều khiển phương tiện cũng như là nồng độ cồn. Chỉ tính trong 2 ngày đầu ra quân, 15-16 tháng 7, Công an Hà Tĩnh đã kiểm tra 500 phương tiện, qua đó phát hiện 210 trường hợp vi phạm, trong đó có 28 xe khách, 17 xe container, 165 xe mô tô. Các lỗi chủ yếu như vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, quá thời hạn đăng kiểm. Lực lượng chức năng đã phạt tiền gần 200 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 32 trường hợp, tạm giữ 178 phương tiện vi phạm. Được biết, đợt ra quân cao điểm lần này sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 8 năm 2019.